Xin chào các tình yêu của CC. Mới vừa tắm xong nè, thơm phức luôn đó. Phối đồ cho các chị em. Ngày hôm nay, có thể là ngày mai nữa ha. CC sẽ cố gắng theo yêu cầu của các chị em ở bên Việt Nam trước đi. Rất là mong các cô, các chị em ở bên Mỹ thông cảm chút nha, để CC review cho các bạn bên Việt Nam trước đi để kịp con CC mang về ha. Thì theo yêu cầu CC gom hết tất cả những tin nhắn của các chị, các bạn, các em ở bên Việt Nam. Chị ơi, chị mặc áo với quần tây chị phối lại cho tụi em mặc đi làm. Rồi các chị lớn nữa, CC ơi, cho chị mấy cái size lót đi CC, sẵn con CC về đó. Giúp đi CC, ráng đi, toàn là size nhỏ không mà mặc không có được. Mua được của CC mấy cái mà mặc được có một cái nhưng mà thiệt là thích. Thì hôm nay CC sẽ review size, từ size X small, size medium, size large và size extra large. Nhưng mà CC đặc biệt size medium, CC lấy một chữ medium, hai chữ medium và ba chữ medium luôn, là 3 chiều luôn đó. Phần này, phần bụng và phần mông luôn. Các chị em tròn, thấp người đều mặc được. Hai chữ medium, ba chữ medium là rất là dễ cho các chị em mặc ha. Mà CC lựa toàn là hàng hiệu thôi. Tại vì CC muốn các chị em ở Việt Nam hoặc là bên nước ngoài một lần mua gửi về rất khó. Cho nên CC lựa đồ hiệu cho các chị em. Hiệu CK, hiệu DKNY, hiệu Michael Kors. Thì cái hiệu Michael Kors là các chị em ở bên Việt Nam và nước ngoài thích, thiệt là thích, kể cả các chị em ở Mỹ luôn. Thì CC mua được nhiều lắm cho nên yên tâm. Bây giờ thì CC sẽ review trước hiệu CK và hiệu DKNY, là tại vì cũng không có nhiều, có được có nhiêu đây thôi ha. Thì các chị em lắng nghe CC nói về cái size và cái mình vải. Và lưu ý dùm CC một điều nè, nhìn ở cái góc trên để coi cái size ha. Thì các chị em nhìn đúng cái size đó thì các chị em mua. CC gửi hình cho các chị em, CC kèm thêm một cái chữ cái size đó, tại vì CC sợ biết đâu CC ghi sai đó, cho nên là lưu ý dùm CC cái size đó nha. Thì bây giờ bắt đầu nè, không nói nhiều nữa, CC có cái tật nói nhiều. Thì đây nè, cái áo này là size X-more. Cái áo này CC mặc đẹp lắm nhưng mà bị ngực chật đó, cho nên là chị em nào mà size X-more thì nên mua cái áo này. Bây giờ CC review hiệu Calvin Klein trước ha. Đó, đây là mình vải muslin, có một lớp lót ở bên trong. Áo này nhiều người thích lắm nhưng mà không có size lớn, có một cái size X-more, với lại bán cho cô em kia một cái nữa rồi nhưng mà cô em mua size small mà CC lộn, CC gửi X small, cho nên bây giờ đang chờ cô em đó gửi lại, thì coi như là mình có được hai cái size X small. Áo này là tuyệt đẹp luôn đó các bạn, mình vải muslin hai lớp ha, mặc đi làm, mặc với quần tây màu kem, màu đen, màu da bò, màu nâu, rất đẹp luôn. Mặc với váy, váy ôm, váy xòe, nhưng mà váy ôm sẽ rất đẹp cho đi làm ha. Đây là size X-more. Và đây là mình vải xô. Cái này CC bán nhiều cái lắm luôn rồi đó các bạn. Không phải mình vải xô, mình vải giống như là xoa cát vậy đó. Kiểu này rất là lịch sự luôn, chúng ta mặc đi nhà thờ, mặc đi làm. Trời ơi, cưng lắm. Kiểu này nè, các chị em mặc với váy nha, quần tây nha, quần jean nha, trời ơi cực kỳ là đẹp, đẹp mà lịch sự lắm. Áo bỏ trong quần hoặc là áo bỏ ở ngoài đẹp lắm, sang lắm, rẻ tiền lắm các bạn, có mấy chục đô à, còn được 30% off nữa. Đây, cái này là size X-more, cái này là size small. Đây, CC có hai cái này X small, cái này small. CC khuyên các chị em nào đúng size này thì mua đi. Cái này size 4, size 6 các bạn mặc được nè, tại dạng rộng mà. Đây là một cái áo mà các bạn nên có, nên mua luôn.
Thật là tuyệt vời cái áo này, mà dễ mặc nhất, rất là phù hợp cho các bạn đi các nơi. Thí dụ như cần một cái áo nào đó rất là lịch sự để đi tới văn phòng này nọ thì chính là cái áo đó đó các bạn. Màu trắng nữa, sang lịch sự, rất là dễ bắt mắt người ta. Thí dụ như ngày mai đi phỏng vấn đi, mặc cái áo đó đi, mặc cái skirt màu đen nữa, đi phỏng vấn đi, biết đâu đậu làm sao. Tại vì sao biết không? Thứ nhất là cái kiểu áo, cái thứ hai nữa là mình mặc như vậy đó, với người Mỹ đó họ thích lắm, 100% là họ thích, vì kiểu của họ mà các bạn, vừa sang vừa lịch sự mà vừa đẹp, mà nhìn các bạn nó ra một cái người khác nè, cực kỳ là tuyệt vời, mà xíu xíu không biết diễn tả nhiều ha. Đó là đặc biệt cái áo đó đó các bạn. Đi đâu đó các bạn cứ mặc, thí dụ đi thi quốc tịch đi, mặc áo đó đi. Thế thì tại vì với người Mỹ đó, các bạn mặc những cái áo như vậy, áo bỏ trong quần tây, áo bỏ trong váy ôm mà đi tới những văn phòng đó mà gặp người Mỹ đó, là CC nói với các bạn là trên cả tuyệt vời, nói thiệt luôn đó. Cái đó là bí quyết đó. Tại CC quen nhiều người, CC biết mà. Chứ CC thì ít có mặc như vậy lắm. CC là dây 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 dây, tại CC cũng đâu có đi tới những chỗ văn phòng này nọ nhiều đâu. Đó, nghe lời CC mua áo đó đi. Bảo đảm đó, trên cả tuyệt vời đó. Và đây, đây là cái áo thun lạnh thôi, không phải là thun bốn chiều. Đây là dạng rộng, cái tay là muslin ha, màu xanh đen, size medium. Áo này các chị em, áo bỏ trong quần, áo bỏ trong váy, rất là đẹp luôn. Mình vải thun lạnh, mát lạnh luôn, cái tay muslin nó che được cái phần này 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 nè, cái phần xấu xí đó. Thì đây ha, rất là dễ mặc và dễ giặt, rẻ tiền các bạn. Và tiếp theo, đây cũng là mình vải thun lạnh, không nhăn ha, cổ tim, chị em nào có ngực mặc cái áo này đẹp lắm. Tay này là tay bèo hai lớp, áo bỏ trong quần, áo bỏ trong váy, áo bỏ ra ngoài đều đẹp cả. Với những mình vải này các bạn mặc thích lắm. Thứ nhất là không nhăn, thứ hai là dễ giặt, khỏi ủi luôn, đi đâu mang theo, mặc được đủ các loại luôn, quần jean, quần tây, dài ngắn, váy đầm đều đẹp. Màu này là màu cà phê sữa lợt, thì cũng biết gọi là màu gì nữa các bạn. Đó, cái này cũng y hệt luôn ha, nhưng mà cái này là màu da bò, phải không các bạn? Phải gọi là màu da bò không? Hay là màu nâu? Màu trong phone mình hơi sáng quá, màu ở ngoài nó lợt hơn, đẹp lắm. Đây ha, một cặp hai màu. Và đây, đây là mình vải giống như là vải xoa đó các bạn, mà nó mịn lắm, mà nó thật là mát luôn ha, mà không nhăn nữa. Cái cổ bèo bèo nè, rất là đẹp. Này các bạn mặc quần tây, quần dạng suông á, quần jean, váy đầm gì cũng đẹp hết đó. CC mua những cái loại áo như vậy là chủ yếu để CC phối với quần với váy đó các bạn. Nhưng mà bây giờ mà phối thì sẽ không làm được bao nhiêu đồ để cho các chị em lựa đâu. Cho nên bây giờ CC cầm lên như vậy nè. Đây là những cái áo đẹp xuất sắc mà CC tuyển đó. Mặc dầu là CC không mặc được những kiểu như vậy, không bao giờ mặc luôn á. Nhưng mà CC biết những kiểu này là những kiểu rất là lịch sự và sang lắm. CC mua đồ là các bạn nên nhớ rằng là lúc nào CC cũng chọn nó hai ba trong một gì đó, nó tiện lợi cho các bạn mặc đi làm được. Dù các bạn không có đi làm ở những nơi văn phòng thì các bạn cũng có thể dùng những cái áo này để mặc đi tới văn phòng khi có chuyện gì đó cần, rồi các bạn mặc đi làm bình thường cũng được. Các bạn đi làm nail mà mặc những cái áo này các bạn thích lắm, tại vì sao? Nó thoải mái lắm, mát mẻ lắm. Con CC á, mặc toàn là đồ như vậy không à, đi làm. Nhưng mà các bạn biết đi ra tiệm nail thì các bạn phải khoác thêm một cái áo của tiệm nail nữa. Nhưng mà cái mình vải này nè, nó làm cho cái làn da lúc nào cũng mát lạnh và thoải mái lắm. Đây, nhiều lắm luôn đó con CC, cả trăm cái các bạn. Toàn là những kiểu như vậy nè. Tại vì đi làm mà, mình cần phải mặc như vậy nè. Điều quan trọng là thoải mái. Chứ đi làm thì đâu có ai mặc áo ôm.
đây. Cái này là mình vải thun. Thun này cũng rất là mát ha, không nhăn, có dây cột, cái cổ họ có may cái bèo bèo. Đây, đây là những kiểu áo đẹp lắm. Có thể CC cầm lên như vậy các bạn không hình dung ra được, nhưng mà cái CC mặc với cái quần, cái váy thì các bạn sẽ thấy rất đẹp. Tin CC đi, CC lựa đồ cho các chị em là chỉ có trên cả tuyệt vời. Nói thiệt đó, tại CC mê lắm các bạn. Mà ông trời cũng cho CC cái năng khiếu, cái nghề này nữa đó. Cho nên là CC nhìn ok lắm, CC biết được đó. Cái cổ bèo bèo nó ra, cái vai cũng bèo bèo, rất là đẹp ha. Mình vải thun lặn, size medium đó. Và đây có một cái duy nhất, cũng là hiệu Calvin Klein. Đây là dạng thể thao đó các bạn. Mình vải thun, thun 4 chiều. Đây là dạng thể thao nha. Cổ này như vậy chứ không có sâu đâu. Ở đằng sau lưng là cái dạng ba lỗ, có thương hiệu CK. Ở bên trong họ có may một cái lớp lót cho các bạn rồi. Cái này là họ may hai lớp ha. Ở đằng sau này thì hở. Cái này chắc CC mặc vừa đó, tại là size medium mà. Không được. Size medium CC sẽ mặc vừa cái ngực, nhưng mà cái phần này nè, ngay cái eo, ngay cái bụng nó sẽ rộng. Cho nên là chị em nào size medium mua cái áo đầm này, mặc nhìn các bạn sẽ trẻ trung và xinh đẹp vô cùng, bảo đảm luôn đó. Cắt ngang eo nè, những dạng này dễ mặc lắm, ai mặc cũng đẹp hết á. Bạn tròn, bạn to, bụng bạn to hay là bụng bạn bị da trùng, da nhăn này nọ, bạn mặc cái này bảo ôm hết trơn à. Là tại vì sao? Vì nó là thun 4 chiều các bạn. Bạn mặc sao nhìn các bạn cũng gọn hết. Thì đây nè, các bạn biết các bạn mua đồ thun 4 chiều đó lúc nào cũng đắt tiền hơn những cái thun khác. Nhưng mà thun 4 chiều đặc biệt là họ may đồ thể thao. Và các bạn biết đồ thể thao thì rất đắt tiền ha. Đây, một cái duy nhất. Size medium ha. Và tiếp theo, tự nhiên thấy có một cái áo sơ mi short ở bên này nè, hiệu Calvin Klein size medium. Có một chị nào đó, chị ở bên nước ngoài, chị mới nhắn tin cho anh Sa mua cái áo size medium đúng không? Nhưng mà CC thấy cái áo đó là size lót. CC nói với anh Sa là không có size medium. Thì giờ CC soạn ra, CC thấy có cái size medium nè, chị có muốn đổi không? Cũng giống như vậy đó, cũng là áo sơ mi đó. Mình vải kate rất là đẹp ha. Xăng tay lên, ở đây có cái nút cho mình cài lại đó, hiệu Calvin Klein nè, cài lại giống như vậy nè, hiệu Calvin Klein size medium luôn nè. Đó, đúng y như là chị nhắn tin đó. Chị có muốn đổi lấy cái áo này thì chị đổi đi ha. Đây, mình vải kate ha. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ qua ở trong size medium, có một chữ medium, hai chữ medium và ba chữ medium ha. CC sẽ ghi ở trên góc cho các chị em nha. Đây, cổ vuông mình vải thun, cái này cũng thuộc loại thun không có nhăn. Nhưng mà nó lạnh ngắt thì không phải lạnh ngắt đâu ha. Mình vải thun không nhăn. Cổ này không có rộng đâu, tại vì này là size medium, medium lận các bạn. Hai ba chữ medium lận. Thành ra cái móc này móc không vừa. Medium, medium, medium là nó có cái bề ngang nha các bạn. Đó là dành cho các chị em thiếu chiều cao mà tròn người đó. Thì đây, tay bèo bèo. Cái phần này là nó che cái xấu xí của chúng ta ngay đây rồi. Đó, đây là dạng áo rộng suông rất là dễ mặc. Mặc với quần tây, mặc với quần jean, mặc với váy đầm đều đẹp cả. Cái tay bèo bèo CC thích lắm. Đó.
Thật là tuyệt vời, cái này màu xanh đen ha. Và đây cái này đẹp quá trời nè. Màu vàng, vàng thớt là đẹp luôn các bạn. Thiệt là đẹp cái màu vàng này luôn. Cái này là tới 3 chữ medium lận nha các bạn. Đây cũng là mình vải thun, thun lạnh mà không có lạnh ngắt, không nhăn nữa. Đẹp từ màu sắc cho tới kiểu luôn. 3 chữ M nha. Đây, ở đằng sau có nút nè. Đó, các chị em nào ngực to, bụng to, mông to, size medium thì đây chính là cái áo các chị em cần mua. Đẹp lắm. Đẹp từ màu sắc cho tới kiểu luôn. Và với thương hiệu nổi tiếng như vậy, và điều quan trọng nữa là rất rẻ. Ủa cái mạc đâu rồi? Ồ, mất tiêu cái mạc rồi. Không có mạc. Nhưng mà nhà CC thì chắc chắn là không ai mặc rồi nha. Này mới mua đó, mua cách đây vài bữa nè. Văng mất cái mạc rồi. Không có mạc nha các bạn. Cho nên là chị em nào mà chịu thì mua nha. Đây không có mạc. Không biết đâu mất tiêu rồi. Đẹp lắm. Thì đây nha. Và đây. Cái này thì rất to luôn đây nè. Chị em nào to, thật to thì mua nè. Đây là 3 chữ medium luôn ha. Cũng là hiệu Calvin. Tất cả CC mua rẻ lắm các bạn. Cho nên các bạn yên tâm ha. Đây là mình vải. Cái này vải gì đó CC cũng không biết nói là gì nữa. Tôn cũng không phải tôn. Vải xoa cũng không phải xoa. Muslin cũng không phải. Cái gì đó mà cái mình vải nó nặng nặng các bạn. Trời ơi cái áo này nè. Với cái mình vải này nữa, các chị em mặc với lại quần jean mới đẹp nha. Chỉ quần jean thôi. Đẹp lắm. Tại vì cái mình vải này nè. Đẹp lắm các bạn. Cái tay xăng lên nè. Cái áo này mua mặc với quần jean, bảo đảm là đẹp luôn. Đó. Mặc rộng rãi thoải mái. Áo này lớn lắm nha các bạn. Lớn lắm đó. Size medium nhưng mà các bạn nhìn thôi cũng thấy lớn rồi ha. Cái này thì không có độ co giãn nha. Cái mình vải này không có đâu. Tại nó không phải là thun. Và đây nè. Cái này cũng 3 chữ M nè. Giống cái áo hồi nãy đó các bạn. Nhưng mà này 3 chữ M. Đúng rồi. Giống cái áo này nè. Đó. Này không biết sao gì nữa. Ồ. Cái này màu đen. Cái này màu xanh đen. Các bạn thấy rõ không? Cái này màu đen nha. Cái này màu xanh đen. Nhưng mà hai kiểu giống nhau y hệt ha. Và đây, áo này đẹp quá nè. Cái áo này là chắc chắn các chị em mua liền. Áo này là một cái mình vải voan lưới. Thật là mịn, thật là mát, thật là mỏng. Ở bên hông này nè, có cái phần nhúng. Cho nên là các chị em nên mua. Khi các chị em mặc đi ăn tiệc hay đi đâu đó ngồi xuống, nó sẽ che cái phần bụng của các bạn lại. Ở bên trong là một cái áo lót như vậy. Tại vì lưới nó rất là mỏng, cho nên người ta may thêm một cái áo như vậy nữa. Áo này là mình vải thun, mát mát thôi, không phải thun lạnh ha. Áo lót ở bên trong, bên ngoài là áo lưới. Rất là đẹp luôn. Đó, thành ra là chị em nào thích cái áo này thì mua ha. Nên mua đó. Cái áo này là các bạn nên mua nè. Là tại vì nó có cái phần nhún cho các bạn đó. Các bạn mặc vào sẽ rất đẹp. CC cầm lên như vậy thì nhìn nó dài đó. Nhưng mà không có đâu. Các bạn mặc đúng với người các bạn là nó sẽ ngắn lên. Tới qua mông một chút. Chưa chưa tới mông chứ, quên xin lỗi. Cái mông mình đây thì nó lên trên này nè. Khoảng nửa nửa cái mông một chút á. Nếu mà các bạn đúng. Đúng size ha. Đó, các bạn mặc vào người nè, các bạn thấy nó đổ không?
nó đổ 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 như vậy, các bạn có ngồi ăn cái phần này nó che trơn cái phần bụng ngấn ngấn của các bạn lại á. Ra đây là cái áo mà các chị em cần mua nè, rất cần mua. CC cầm lên như vậy thì các chị em thấy nó dài quá, nhưng mà không phải đâu, không có dài đó, đẹp là ở cái chỗ này nè. Và cái mình vải mê luôn, hiệu Calvin Klein ha, xuất sắc đó, trên cả tuyệt vời. Và đây nè, trời ơi đẹp quá. Cái này cũng ba chữ medium đó các bạn. Đây là màu cánh sen, đây là mình vải xoa mà CC bóp vào cũng không thấy nhăn nữa, mát lắm các bạn, màu đẹp quá, kiểu cũng đẹp nữa. Cái dạng cổ như vậy thì có nhiều kiểu cho các bạn mặc cái cổ như vậy lắm. Nhiều người đó CC thấy họ không có cột, họ để như vậy nè, nhưng mà nhiều người thì họ lại thích cột cái nơ, thì tùy các bạn muốn cột hay không cột là do các bạn ha. Đó, ba chữ M nha. Thật là đẹp luôn. Màu đẹp lắm, màu trong phone nó hơi bị đỏ quá. Nhưng mà màu ở ngoài không phải đâu. Ở ngoài là màu hồng cánh sen đó. Hồng đẹp lắm. Có nút cài ở chính giữa ha. Nút này cởi ra được. Đằng sau lưng là như vậy. Rất là mát luôn, mát lạnh luôn á. Nhưng mà không phải là thun lạnh nha, mát lạnh luôn á. Thật là đẹp cái áo này. Và đây, giống như CC thường nói với các bạn đó, những cái áo mà có cái dây rút ở phần eo như vậy thì mặc vào người các bạn mới thấy đẹp, còn cầm trên tay không có đẹp đâu. Như cái áo này nè, đẹp lắm luôn đó các bạn. CC cũng có mặc nè. Với lại cái áo này nó dành cho những bạn nào mà bị cái bụng to thì các bạn hãy mua. Khi các bạn mặc đúng size, nó kéo lên như vậy nè, ngay eo nè, cái thun này nè, ngay eo, thì cái phần bèo này nè, nó cover cái bụng to dưới cho các bạn rồi, cho nên đẹp lắm. Cái áo này các bạn mặc với váy, mặc với quần tây, mặc với quần jean, rất đẹp, dành cho các bạn nào bị cái bụng. Cái áo này nè, các bạn không có bụng mặc cũng được, nhưng mà không có bụng thì mặc áo này làm gì. Thành ra là dành cho các chị em nào mà bị cái bụng to nên mua cái áo này. Cái phần dây này là rút rồi, các bạn đâu có sợ, các bạn muốn rút tới đâu các bạn rút, nhưng mà cái phần quan trọng là cái phần ở dưới nè, nó che cái bụng cho các bạn đây. Mà mình vải này mình vải thun nữa, đẹp lắm các bạn. Đây là dạng áo sơ mi thôi, cái mình vải thun rất là đẹp luôn, hiệu Calvin Klein ha. Và đây, cái này cũng vậy luôn, nhưng mà cái này là mình vải xoa, hai kiểu giống nhau, kiểu sơ mi có cái dây rút, nhưng mà cái áo này CC thích hơn là cái dây rút, nó có thêm cái dây này nè. Cái dây rút này thì nó nằm hai bên hông, rồi nó có cái chữ Calvin Klein nữa đó. Các bạn rút lại tới đâu các bạn thích, rồi cái phần ở dưới này nè, nó che cái bụng cho các bạn lại. Thích lắm các bạn ơi, mê luôn cái áo này nè. Đó, những kiểu này hồi đó con CC mặc nhiều lắm, cho nên đi cứ thấy là mua à. Cái này size lớn nha, cái này size lót tận đó. Đẹp quá ha. Cái này mình vải xoa, mát. Màu đen nữa, dễ mặc. Chúng ta rất cần, cứ treo trong tủ đó đi. Sẽ có một ngày các bạn cần cái áo này. Đó, có hai cái à. Rồi, coi như là đã hết hiệu Calvin Klein rồi. Thì bây giờ CC sẽ qua hiệu DKNY. Đây, không có thấy đường cho nên không có nhìn thấy cái size ha. CC ghi trên góc cho các bạn. Đây là mình vải xô, đây là dạng crop top ha. Mặt nó lửng lửng như vậy nè, cái lỗ rúng CC đây. Cái này nó dài khoảng 5 phân à. Nhưng mà nó là mình vải xô nha các bạn, không ăn gian sai được ha. CC mê cái cánh tay nè các bạn. Đó, mặc vào là nó che cho mình cái phần đó ha. Đúng chất vải xô nha các bạn. Đây, đúng chất vải xô luôn đó.
màu cũng đẹp nữa, màu này nó như màu khoai môn vậy đó các bạn, rất đẹp ha. Những cái dạng lửng lửng như vậy nè khó mua lắm, có một cái một rất khó mua vì ai cũng mua hết trơn. Và đây đây là hiệu DKNY ha, cái kiểu này nè nó giống như là cái caravat giả đó các bạn, nó là như vậy nè, nè nó như vậy. Rồi các bạn mở nó ra, các bạn xỏ nó vào như vậy. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là mình vải muslin màu xanh đen, áo bỏ ngoài quần, tay đen, quần jean, áo bỏ trong quần, trong váy đều đẹp. Đây là dạng rộng, dễ mặc lắm. Ở đằng sau lưng có hai hộp nút. Mình vải muslin ha, mát. Cái này chắc size small quá. Và đây nè, cái này hôm bữa bán một cái rồi đó, bán với cái váy đen đó. Chị em nào mà nhà có váy đen đó, mua cái áo này mặc đẹp lắm. Đây là mình vải muslin, thật là đẹp các bạn. Mát thì chỉ là mình vải muslin thôi đó, hiệu DKNY. Ở đằng sau cái phần vai có thêm một cái lằn sọc đen. Cái này bữa CC mặc rồi ha. Có hai cái nè, một cái size small, một cái size medium. Mặc với quần tây đen, váy đen đẹp lắm các bạn. Áo bỏ ra ngoài cũng được, áo bỏ trong cũng được, rất là đẹp. Tại CC không có cái váy đen nào, quần đen thì không có cái nào CC mặc vừa. Có là CC để lại một cái mặc liền. Tại vì cái nước da CC rất là hạt, với lại màu này và màu xanh dương các bạn nè, đơn giản lắm nhưng rất đẹp. Chỉ là áo cổ tròn thôi, mình vải muslin ha. Đó, CC là hợp với mấy màu này lắm, màu hồng, màu xanh, rất là đẹp, đơn giản mà đẹp đó. Thật là đơn giản luôn. Và đây, đây là mình vải thun. Nhìn như vậy thì thấy dài quá ha, nhưng không có, CC mặc vô thử rồi. Các bạn mặc vào đó, cái nó rút lên như vậy nè. Cái áo này á, là nó vừa qua mông. CC thấp người là nó qua mông, các bạn cao thì chắc nó ngắn lên một chút. Ở bên hông có nhúng, hai bên có nhúng, cho nên khi các bạn mặc đó, các bạn kéo kéo lên là nó ngắn lên. Cái phần này nè, nó xếp 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 lại. Đây là cái mà ai cũng cần để mua. Mình vải thun, thun rất là mát ha, không nhăn. Bỏ vô máy giặt, giặt sấy thoải mái luôn. Và cái tay nè, họ may cái tay rất là đẹp luôn, cực kỳ là sang và đẹp cái tay. Xuất sắc luôn đó. Giống cái áo hồng hồi nãy nè, nhưng mà cái này là trắng với đen. Cũng là mình vải muslin ha. Có hai cái, một cái small, một cái medium. Mấy cái này đó, mình hên mình đi trúng lúc mà nó mới vừa on sale ra là mình mua được đủ size các bạn. Còn mình đi trễ chút thì người này mua, người kia mua hết trơn. Mình sẽ không có đủ size. Thí dụ như những cái thun lạnh, lạnh ngắt ấy, mà các bạn mặc đi làm việc ở ngoài hoặc là làm việc ở bất kỳ nơi nào thì được. Nhưng mà cái thun lạnh, lạnh ngắt đó mà các bạn ngồi ở trong máy lạnh mà làm việc suốt bao nhiêu đó tiếng đồng hồ thì không nên, rất dễ bị cảm lạnh ha. Phải mặc những cái thun như vậy mới được. Và biết sao không? Những cái này nè, thun có nhăn, cho nên khi các bạn mặc đó, các bạn đứng lên ngồi xuống đó, cái chỗ này nè, nó không có bị nhăn, đẹp lắm. Và đây, đây là mình vải xoa cát, nôn phải xoa, mình vải muslin mà cái loại có cát các bạn, nó dày dày một chút. Cổ này là không biết gọi là cái cổ gì nữa mà ngày xưa CC có mặc đó, đẹp lắm, không có sâu đâu ha.
kiểu đơn giản như vậy nè, tay bèo dạng rộng ha, đó, mặc với quần tây, mặc với quần jean, mặc với váy. Đây là những kiểu áo CC chọn cho các bạn, mặc với cái gì cũng được hết, mà mặc mỗi ngày luôn, mặc đơn giản mà đẹp nữa. Đi đâu vội vội vàng vàng lấy vài cái bỏ trong phát phạt đi, hoặc là vali đi thôi. Ở đằng sau họ có xếp ly một chút nè, đó, rẻ lắm, có mấy chục đô à, đã vậy còn được 30% nữa, rẻ tiền. Thì đây ha, muslin cát. Và đây, đây là cái áo sơ mi hiệu ông già đó, size lót lận. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, nổi lắm luôn đó các bạn, của Pháp. Ông là nhà design của hãng Chanel đó. Thì đây, cái này CC cũng giới thiệu nhiều lắm rồi, nhưng mà không có bạn nào size này hết. Có bạn có size này thì các bạn đã mua hết rồi, nhiều bạn đã mua áo này rồi, giờ có bạn nào thích thì mua đi, đẹp lắm. Đó, mặc với quần tây, quần jean, mình vải kate ha. Và đây, áo này là size medium, mình vải kate. Hai cái áo này là không phải hiệu Calvin Klein, cũng không phải hiệu DKNY. Đây là hiệu gì đó, CC không biết đọc tên, tên khó đọc lắm. CC gọi là ông già, thương hiệu của Pháp. Còn đây là một thương hiệu khác nữa ha, không thấy đường đọc các bạn. Tất cả những đồ này toàn là những thương hiệu nổi tiếng không à. Ngày hôm nay là CC soạn ra toàn là những thương hiệu nổi tiếng. CC hy vọng các chị em ở bên Việt Nam mua được. 2 ngày nữa con CC đi rồi, hãy mua lấy những thương hiệu này để các bạn mặc nó bền, nó lâu. Mà các bạn có đi đâu, nước ngoài, nước trong gì, các bạn mặc nó cũng rất là thoải mái. Còn những đồ thời trang ở Mỹ thì để cho những người Mỹ họ mặc thôi, những người ở bên Mỹ họ mặc đó. Đó là tại vì họ mặc có mùa họ bỏ à, thời trang mà. Còn mấy cái này chúng ta mặc 3 năm, 5 năm, thích lắm các bạn. Với những thương hiệu này, những cái này ở Việt Nam họ đâu có bán, họ chỉ bán những cái thương hiệu khác thôi, hoặc là những cái kiểu khác thôi, chứ những kiểu này họ không bán đâu. Chị biết không bán đâu. Đây, áo sơ mi coi như có được 2 cái 3 cái gì thôi ha. Rồi hết rồi đó, thì CC edit video này liền đi, rồi CC sẽ mặc những cái áo đầm theo lời yêu cầu của các chị em, và quần tây với áo CC phối cho các chị em khoảng chục bộ nha. Rồi các chị em nào nãy giờ chọn được cái áo nào, các chị em liên lạc với anh Sa, kết bạn với anh Sa Zalo 098 257 1934. Chị em ở Mỹ chọn được những áo này, gửi hình cho CC đi, 706 987 9063. Các chị em bên nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc Viber 1706 987 9063. CC xin được tạm ngừng video ở đây nha. Bye bye. I love you.